Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Kim Mạch và dàn sao Cbiz đổi phim nhưng không đổi tên. Khi xem phim, bạn có thường nhớ kỹ tên của các nhân vật không? Và bạn có bao giờ phát hiện ra rằng có rất nhiều diễn viên rất đặc biệt, thường hóa thân vào những nhân vật có cái tên giống hệt nhau, dù đã đổi sang bộ phim khác không? Sau khi nhận ra điều này, Khứ Linh đã quyết định đi tìm những diễn viên đổi phim không đổi tên của màn ảnh Hoa ngữ, cùng xem họ là những ai nhé. Triệu Kim Mạch. Đầu tiên là sao nữ sinh năm 2002, dù tuổi đời và tuổi nghề còn nhỏ, nhưng Triệu Kim Mạch đã là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, chuyên góp mặt trong các bộ phim đề tài gia đình và học đường. Tính đến nay, Triệu Kim Mạch đã tham gia được khoảng 20 dự án phim điện ảnh lẫn truyền hình, và mình phát hiện có đến 4 bộ phim của nữ diễn viên mà nhân vật trùng tên với nhau. Thiếu niên phái, tình đầu ngây ngô, mau đưa anh tôi đi dùng cái. Trong hai phần của thiếu niên phái, Triệu Kim Mạch hóa thân thành cô bé Lâm Diệu Diệu. Sang đến bộ phim điện ảnh Mau đưa anh tôi đi dùng cái, ngôi sao thuộc thế hệ 10X này lại tiếp tục vào vai cô em gái tinh quái Diệu Diệu. Chẳng những thế, trong dự án Thanh xuân tình đầu ngây ngô, cô là nữ sinh Diệu Diệu, đồng âm với Diệu Diệu. Cùng đọc là Mao. Triệu Lệ Dĩnh gia nhập làng giải trí đã 15 năm và góp mặt trong hàng chục dự án phim ảnh lớn nhỏ khác nhau. Theo thời gian, cô gái ngây ngô này ngày nào đã thay đổi thành một trong những tiểu hoa thành công nhất Hoa ngữ. Là cái tên được nhiều nhãn hàng cao cấp săn đón và trọng dụng, Triệu Lệ Dĩnh cũng rất chịu khó làm mới bản thân với những vai diễn khác nhau. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao cô nàng cũng vô tình rơi vào trường hợp đổi phim không đổi tên. Bí mật của người vợ, Cung tọa Châu Liêm, Vân Trung Ca. Trong 3 bộ phim với 3 đề tài, câu chuyện và vai diễn đối lập là Bí mật của người vợ, Vân Trung Ca và Cung tọa Châu Liêm, Triệu Lệ Dĩnh đều hóa thân thành Bách Hợp. Trong bộ phim hiện đại, cô là nàng tiểu thư dịu dàng, giỏi chịu đựng. Sang đến Vân Trung Ca thì Triệu Lệ Dĩnh lại biến thành y nữ vì thử thuốc cho người thương mà mất sớm. Còn trong tác phẩm về thời nhà Thanh, cô lại có 2 thân phận khác nhau, lúc là mật thám trốn Thanh Lâu, khi lại là phúc tấn của thập cửu A Ca. Khương Triều. Mọi người nghĩ 4 lần như Triệu Kim Mạch hay 3 lần của Triệu Lệ Dĩnh là nhiều sao? Không đâu, có một diễn viên khác có đến 5 lần đổi phim nhưng không đổi tên cơ, đó chính là Khương Triều. Dù nổi lên nhờ show truyền hình, nhưng thực tế, Khương Triều là ca sĩ và diễn viên, từng góp mặt trong khá nhiều bộ phim truyền hình. Chỉ là các tác phẩm của anh chàng này đều không quá thành công nên mọi người không hề biết thôi. Và điều đặc biệt hơn nữa là trong cả 5 bộ phim ấy, nhân vật của nam diễn viên này đều có tên là Khương Triều luôn. 5 tác phẩm đó là Lạc mất tình yêu, Song lên trạch nam, Hạ nhật điểm tâm, Hóc môn thanh xuân, Một đêm thành đô. Vâng, tôi không có viết nhầm đâu nhé, chính là nam diễn viên Khương Triều và vai Khương Triều trong cả 5 bộ phim luôn đấy. Trương Tử Kiện. Cứ tưởng 5 lần của Khương Triều đã là định nhất rồi, lượn lờ một hồi mình phát hiện thêm một diễn viên khác, còn bảo hơn, đó chính là nam diễn viên gạo cội, Trương Tử Kiện. Vì chuyên đóng phim hành động chính kịch dành cho bà nội trợ, nên có lẽ ít người biết đến ngôi sao sinh năm 1968 này. Theo thống kê của các trang tin, Trương Tử Kiện có đến 6 lần sắm vai Yến Song Ưng trong Anh Hùng, Liệp Ưng năm 1949, Phi Hổ Thần Ưng, Cô Đảo Phi Ưng, Đại Mạc Thương Thần, Tân Môn Phi Ưng. Nhiều người còn gọi đùa 6 tác phẩm này là series Yến Song Ưng, trùng tên và có đề tài tương đồng, nhưng thực tế cả 6 vai diễn của Trương Tử Kiện đều có bối cảnh, thân phận khác nhau. Dù vào những vai diễn có chung tên, nhưng các ngôi sao này đều mang đến cho khán giả cảm xúc khác biệt qua từng tác phẩm, đến mức đôi khi người ta quên luôn cái việc họ đổi phim nhưng không đổi tên. Đây là điều mà Khứ Linh luôn khâm phục và nể phục 4 ngôi sao kể. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.